Đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ tọa lạc trên khu vực đồi Cảnh Tiên, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Công trình đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ được xây dựng trên diện tích 15 hectare với lối kiến trúc mang đậm nét tâm linh gồm nhiều hạng mục: tháp chuông, đền thờ chính, nhà bia, hồ nước Bản Nguyệt, cổng chính và đền. Đây là điểm đến tham quan lịch sử rất có ý nghĩa đối với du khách trong nước và quốc tế thắp nén tâm nhang để tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến cho non sông đất nước. Những người chồng, người con, các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng xương máu của mình, đồng thời góp phần thiết thực trong việc giáo dục, khơi dậy truyền thống cách mạng vẻ vang của nhân dân. Mẹ Việt Nam anh hùng, tượng đài bất khuất trong lòng dân tộc, chiến tranh đã lùi xa. Sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến to lớn bao nhiêu thì nỗi đau và hy sinh thầm lặng của những người mẹ ở hậu phương cũng lớn lao bấy nhiêu, như nhà thơ Tổ Hữu đã viết. Con đi trăm núi ngàn khe chưa bằng muôn nỗi tải tê lòng bầm, con đi đánh giặc 10 năm chưa bằng khó nhọc đời bầm 60. Đất nước hòa bình nhưng những đau thương nhau, những mất mát lớn lao vẫn còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người chúng ta, nhất là với các mẹ Việt Nam anh hùng. Trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, những người mẹ Việt Nam anh hùng nhân hậu, tận tảo, thầm lặng với nỗi đau mất chồng, mất con nơi chiến trường để dệt thêu lên những trang sử hào hùng, chọi lòi của dân tộc. Những người mẹ chấp nhận chia ly, tiễn chồng, con lên đường để rồi ngày đêm lặng lẽ chăm sóc gia đình, làm hậu phương cho tuyến đầu. Những người mẹ không ngại hiểm nguy, âm thầm nuôi dấu cán bộ, làm liên lạc, tiếp lương, tại đảng. Những người mẹ trực tiếp đối mặt với quân thù, đánh giặc, bị giặc bắt, tra tấn, tù đày. Những người mẹ âm thầm nuốt nước mắt vào trong, càng khô dòng lệ khi ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Ghi nhớ công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng và để giáo dục truyền thống cách mạng và đạo lý uống nước, nhớ nguồn, năm 1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, sau 27 năm thực hiện, nhà nước đã phong tặng và truy tặng gần 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó tỉnh Thanh Hóa được phong tặng, truy tặng 4.625 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay có 111 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, toàn xã hội cũng luôn thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng bằng những việc làm thiết thực như xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ suốt đời, các phong trào áo lụa tặng bà của các cháu thiếu nhi cả nước, tấm chăn tặng mẹ của các tổ chức, đoàn thể xã hội, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Mới đây, pháp lệnh số 2/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 14 của Quốc hội về chính sách ưu đãi người có công chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng cho các mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, thay vì 1 lần mức chuẩn như quy định trước đây. Cùng với chế độ đãi ngộ theo quy định của nhà nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều năm qua, các địa phương, các ngành, đoàn thể trong tỉnh đã dấy lên phong trào phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nay, 100% các mẹ Việt Nam anh hùng đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh không chỉ phụng dưỡng hàng tháng, mà còn thường xuyên gửi cán bộ đến thăm hỏi, kịp thời động viên an ủi khi đau ốm. Nhiều đơn vị còn hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, mua sắm đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt trong gia đình các mẹ. Những tình cảm, sự chăm lo ấy thể hiện sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ vĩ đại đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do của dân tộc, xứng đáng là biểu tượng cao đẹp, là tượng đài bất khuất trong lòng dân tộc.
9 tháng 10 ngày, mẹ nâng niu con. Khi được vuông tròn, mẹ chăm mẹ bẩm, tuổi xanh tươi thắm, đến lúc bạc đầu, mẹ vẫn lo âu, con mình bé bỏng, từng đêm trông ngóng. Con ngủ bình yên, tiếng nói dịu hiền. Mẹ khuyên con học, nhận bao khó nhọc, mẹ bao bọc con, khôn lớn vẫn còn. Cơm no áo ấm, mồ hôi mẹ thấm, bước đường con đi, mẹ chẳng có gì. Ngoài con tất cả, trời cao hỷ xả, xin nhận lời con, để mẹ mãi còn, bên con mãi mãi. Cơm nghèo mẹ nấu vậy mà ngon, giọng nói thân thương mãi chẳng còn, ước được sum vầy như thuở trước, nụ cười ấm áp cõi lòng con, không màng đánh mất tuổi thanh xuân, vất vả đắng cay mẹ đã từng. Tất cả cho con không hoàn lại, thương người khỏe mắt trẻ rưng rưng. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con, cơm con ăn, tay mẹ nấu, nước con uống, tay mẹ đun, trời nóng bức, gió từ tay mẹ, con ngủ ngon, trời giá rét, cũng từ tay mẹ, ủ ấm con, bàn tay mẹ, vì chúng con, từ tay mẹ, con lớn khôn. Em bảo cảm ơn quý khán giả đã theo dõi hết video của em. Nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được thông tin video mới nhất của em nhé.